bốn cách sống của người phụ nữ khôn ngoan để hạnh phúc vạn người mê. Kính thưa quý vị, áp dụng bí quyết trở thành người phụ nữ vạn người mê sau đây, bạn không chỉ có vẻ ngoài dạng người rất thu hút, mà còn có cả khí chất mà ít ai theo kịp. 1. Nhất định phải bận rộn. Đừng tưởng an nhàn mà mừng. Phụ nữ chỉ trở nên quyến rũ hơn khi họ tập trung làm việc và theo đuổi đam mê của mình. Vì thế, phụ nữ thông minh nhất định phải có cuộc sống bận rộn, kiếm tiền để có thể mua cho mình bộ mỹ phẩm đáng giá, chăm sóc da thêm mịn màng. Có tiền, bạn sẽ sắm cho mình những bộ cánh xinh đẹp để tô điểm thêm sự nữ tính, chọn cho mình mùi hương nước hoa yêu thích, tăng thêm sự tự tin, quyến rũ. Cứ so chiếu cuộc sống của mẫu phụ nữ an nhàn, bạn sẽ hiểu ra vấn đề ngay. Hầu hết những trận cãi vã, ghen tuông, mâu thuẫn gia đình cũng chỉ vì rảnh rỗi quá mà ra. Thậm chí, họ cũng chẳng muốn mặc đẹp vì suốt ngày ở nhà thì mặc cho ai ngắm cơ chứ. Thử tìm hiểu cuộc sống của bà mẹ chỉ ở nhà nội trợ và trông con. Mỗi khi rảnh rỗi, họ lại bắt đầu suy diễn rằng chồng ở công ty có đang lén lút với ai không. Người mà họ giao lưu nhiều nhất là hàng xóm, và lỡ bị bơm đều vài câu rằng biết đâu chồng có nhân tình ở ngoài là về nhà truy vấn chồng, như thể anh ta là tội phạm. Đó là chưa kể vì ít giao tiếp xã hội nên kiến thức hạn hẹp, không thể trò chuyện được cùng chồng. Câu chuyện giữa hai người toàn gặp tình trạng bế tắc vì mối quan tâm của mỗi người quá khác biệt. Lâu dần cả hai sẽ trở nên xa lạ như hai kẻ đang ở trọ trong nhà nhau vậy. Tưởng rằng nhàn nhã là sung sướng, nhưng ai ngờ rằng trong lòng của hầu hết những người phụ nữ không đi làm lại có quá nhiều muộn phiền, bức bối, không biết giải tỏa cùng ai, nên cứ đợi chồng về để gây sự. Nếu gọi nhiều cho chồng thì bị chê phiền, ở nhà lắm suy nghĩ tiêu cực nên một việc nhỏ cũng xé ra to. Trong khi đó, nếu bạn có công việc, sự nghiệp riêng, đồng nghĩa bạn có quá bận rộn ở chốn công sở. Bạn sẽ chẳng có thời gian đâu mà suy diễn. Về tới nhà, bạn chỉ mong được ngả lưng nghỉ ngơi. Đi làm quen nhiều đồng nghiệp, bạn cũng sẽ hiểu biết hơn, tầm nhìn rộng mở, nên cách nói chuyện của bạn cũng hào sảng, vui vẻ hơn. Ai cũng thích được tiếp xúc với bạn. Tất nhiên, không có nghĩa là bận rộn tới mức đầu bù tóc rối, quên mất cả việc làm đẹp. Những phụ nữ thông minh cũng biết cách bận rộn một cách phù hợp. Chắc chắn họ sẽ làm cho mình đẹp ở khả năng cho phép. Hy sinh quá, bỏ bê bản thân quá, có khi không được đền đáp mà còn bị người chồng của mình quay lưng, tìm niềm vui mới bên những người phụ nữ xinh đẹp, thơm tho. Phụ nữ bận rộn trở nên quyến rũ hơn là vì thế. Họ có mối quan tâm khác ngoài chồng. Họ chỉ cần chăm sóc bản thân xinh đẹp, trí tuệ, còn lại mọi thứ, cuộc sống cứ thế mà tốt lên. Hãy nhớ rằng, bận rộn giúp bạn sống lâu. Khi bạn vừa bận vừa đẹp, bạn sẽ chẳng còn thời gian để mà ưu phiền. 2. Tôn trọng nam giới. Muốn có bí quyết trở thành phụ nữ vạn người mê, thì bạn cũng cần tìm hiểu về nam giới để biết rằng họ có một thế giới khác, riêng biệt với cách tư duy vấn đề rất khác bạn. Từ đó, bạn cũng hiểu rằng cánh đàn ông luôn có cái sĩ riêng để được tỏ ra mình là phái mạnh. Do đó, hãy luôn thể hiện sự tôn trọng họ, dù họ là bố, chồng hay đối tác, là bạn của bạn. Hãy mặc cho họ thể hiện cái tôi của mình, để họ được làm người mạnh mẽ, muốn che chở cho nữ giới. Lúc đó, bạn chính là người hưởng lợi, chứ không phải ai khác. Thực tế là hiện nay, không ít người phụ nữ thành đạt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông, nên họ nghĩ mình giỏi, thường xuyên tỏ thái độ khinh khi, xem thường người khác. Nhưng cuối cùng, có được danh tiếng, có tiền bạc đấy, nhưng không có được sự yêu thương từ chồng hay người yêu của mình. Tưởng rằng họ thông minh đấy, nhưng thật ra, thật là dại khờ khi mà có lối hành xử đó với phái mạnh. Xã hội hiện đại, hãy nhớ rằng, dù bạn ra ngoài có kiếm được nhiều tiền, không thua kém gì bất cứ người đàn ông nào, nhưng với tư cách người vợ,
bạn vẫn phải luôn khôn khéo và nắm được tâm lý của người chồng để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hay vẫn là cô gái mỏng manh cần sự che chở, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ từ người đàn ông của mình. Đàn ông thích cảm giác khi không có họ, các chị em không thể làm được gì. Họ thích cảm giác có thể che chở, luôn hỗ trợ cho người phụ nữ của mình. Ngay cả khi nó đơn giản như yêu cầu họ mở lọ sữa chua cho bạn. Điều này không chỉ khiến họ cảm thấy muốn và cần, mà còn phát huy sức mạnh của họ, khiến họ cảm thấy mình rất đàn ông. Rất nhiều người đàn ông đặt giá trị của họ vào việc phụ nữ cần họ tới mức nào. Vì vậy, nếu họ đã cảm thấy thất vọng, dù điều đó có liên quan tới điều gì như vậy hay không, cho họ thấy rằng bạn cần sức mạnh của họ trong cuộc sống của họ sẽ khiến cho họ cảm thấy an tâm trở lại. Thế nhưng ngày nay, có quá nhiều cô nàng phạm phải sai lầm khi mà cố gắng trở nên bình đẳng với cánh đàn ông bằng việc sống rất sòng phẳng với họ từ trong công việc cho tới tiền bạc. Họ tưởng rằng như thế là khôn ngoan, được đàn ông nể trọng. Thế nhưng, suy nghĩ của đàn ông hay tình cảm trai gái sẽ không diễn ra theo cách đó. Vì thế, hãy cho đàn ông được ở vị thế mà họ mong muốn. Họ sẽ yêu thương bạn nhiều hơn. Do đó, dẫu giỏi giang ngoài xã hội bao nhiêu, thậm chí chẳng cần đàn ông bên cạnh, bạn vẫn sống tốt. Thế nhưng, khi đã kết hôn, đã có một gia đình, khi trở về nhà, hãy luôn là người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, thấu hiểu bạn đời và vun vén cho hạnh phúc. 3. Đi ngủ sớm mặc sự đời. Sở dĩ bạn sống không vui vẻ, nước da không được đẹp, thường xuyên sở hữu đôi mắt gấu trúc hay là khuôn mặt không đủ dạng người, đó là bởi vì bạn phải lo toan quá nhiều và ngủ không ngon. Đó là chưa kể, không ít những cô nàng thường xuyên kiếm cớ giận chồng, rồi khóc lóc, ghen tuông. Nhiều đêm mất ngủ không yên thì tình trạng còn tệ hơn nữa. Để trở thành phụ nữ hiện đại, thông minh và xinh đẹp, bạn cần biết tự tìm cách dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, để bản thân luôn là người tươi vui, tràn đầy sức sống. Một khi tinh thần uể oải, sức khỏe không đảm bảo, thì cho dù bạn có dùng son phấn cũng chẳng thể nào che được sự mệt mỏi của mình. Đặc biệt, việc ngủ không đủ giấc làm giảm vẻ đẹp tự nhiên của da. Do ngủ quá ít sẽ tăng các tế bào viêm trong cơ thể, khiến làn da trở nên tối màu, thiếu sức sống. Da bạn không có đủ thời gian phục hồi độ ẩm, sự cân bằng nước trong cơ thể diễn ra kém, khiến da bị khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn. Trong khi đó thì ngủ sớm có thể giúp bạn dưỡng nhan mà không có loại dưỡng da nào có thể sánh được. Vì thế, muốn có làn da đẹp, cần ngủ đủ giấc và ngủ sâu. Hãy ngủ sớm, thần thái của bạn sẽ hoàn toàn khác biệt. Bạn khó ngủ cũng chỉ vì mang theo quá nhiều muộn phiền ở trong lòng lên giường ngủ. Thế nhưng bạn có giải quyết được việc gì với cách đó đâu cơ chứ? Hãy chọn cho mình cuộc sống vui tươi, công việc bạn thích làm, người xứng đáng để yêu. Vì người được yêu thì không rơi lệ, người hạnh phúc thì không ngủ muộn. Người đáng để bạn yêu, không để bạn phải muộn phiền lo lắng. Thức đêm không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, ngủ ngon, bạn mới tỉnh táo để tìm ra giải pháp. Hãy cứ mặc chuyện gì xảy ra, bạn cứ ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần sảng khoái, thì mới có đủ năng lượng để ngày hôm sau bạn vượt qua khó khăn, trở ngại chứ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, trước khi đi ngủ, hãy an ủi mình rằng kệ nó đi, rồi sẽ tìm được cách giải quyết. Lúc này là lúc bạn phải ngủ thật ngon để có sức chiến đấu tiếp. 4. Đừng sống để người khác ngưỡng mộ. Một trong những bí quyết trở thành người phụ nữ vạn người mê, đó là hãy sống để bản thân hạnh phúc, đừng sống để người khác ngưỡng mộ. Bạn có quyền chọn lối sống cho riêng mình, theo đuổi đam mê cá nhân, chứ không phải chọn nghề hay là chọn việc theo xu hướng. Bạn cần nơi để mà được thể hiện cái chất của mình. Khi đó, bạn mới thực sự trở nên quyến rũ. Vì chỉ có sự chân thật mới có thể tồn tại dài lâu, mới chạm tới trái tim của người khác. Ngày nay, có quá nhiều người phụ nữ mê sống ảo,
thế khoe cuộc sống của mình lên mạng xã hội để mọi người khen ngợi, trầm trồ. Trong khi thực tế, cuộc sống của mình đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Khi khó khăn, bạn cũng chẳng dám đăng lên mạng vì sợ bị nói là hay kêu ca phiền muộn. Như một cô bạn của tôi, thấy ai cũng có xe hơi, nên cũng ép chồng bằng được để dùng số tiền đang gom góp mua đất, mua nhà để mua xe cho bằng bạn, bằng bè. Còn hiện tại hai người ở nhà thuê cũng được. Đến khi mà cô ấy có được xe để phục vụ cho vài lần đi chơi cuối tuần cùng mọi người, thì sẽ lại nằm im ở nhà xe. Gia đình cô không ai muốn đi ô tô đi làm, vì sau vài lần được trải nghiệm sự bực mình vì tắc đường và đi làm muộn. Thế nhưng, chuyện không dừng ở đó khi phí gửi xe, phí bảo dưỡng, vài lần sửa vì va quệt, làm tiêu tốn một đống tiền cho đống sắt vụn đang nằm im lìm một chỗ. Thế mới thấy, điều ngu ngốc nhất là ta cứ làm những chuyện không đáng một cách nhiệt tình, cũng chỉ để đóng vai là người giàu có, dư giả cho mạng xã hội. Bạn chỉ nên mua ô tô hay những thứ tương tự nếu điều đó thực sự là cần thiết. Vậy nên, hãy sống cho bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chứ đừng để cho ai đó khen ngợi hay tâng bốc bạn, vì cuộc sống đó không chân thực, con người đó không phải là bạn. Nếu cứ đi theo nhịp sống của người khác, để bên ngoài tác động cuộc sống của mình, thì dễ bị lôi kéo, dễ đánh mất mình. Tốt hơn hết, ai có đua nhau xung xoe về sự giàu có của họ thì mặc họ. Hãy cứ bình tĩnh, điềm đạm, thản nhiên như không. Khi cần thể hiện ra, hãy thể hiện. Khi cần cất giữ, hãy cất giữ. Cái chừng mực vừa đủ và hiểu chuyện nên là tôn chỉ để cho bạn theo đuổi suốt đời, để không mất cân bằng, để tránh xa mọi cám dỗ.